Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.588.335 ca nhiễm. Tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 1.173.484 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 8.187 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 30.251 ca. Tối ngày 22 tháng 12, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18 giờ ngày 21 tháng 12 đến 18 giờ ngày 22 tháng 12, Tiền Phong ghi nhận 1.646 ca COVID-19, trong đó 483 ca cộng đồng, 1.074 ca tại khu cách ly, 89 ca tại khu phong tỏa. Như vậy, trong 7 ngày qua, từ ngày 16 tháng 12 đến chiều ngày 22 tháng 12, Hà Nội ghi nhận tổng 10.503 ca COVID-19, trong đó ngày 21 tháng 12 kỷ lục với 1.704 ca dương tính. Từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội ghi nhận tổng 32.044 ca COVID-19, trong đó 11.639 ca cộng đồng, 20.405 ca đã được cách ly. Chiều cùng ngày, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cho biết đang tiếp nhận điều trị 460 bệnh nhân COVID-19. Trong đó, có 50 ca thở máy, 5 bệnh nhân chạy ECMO, thiết bị tim, phổi nhân tạo. Đặc biệt, trong số các ca thở máy, chạy ECMO có một số ca là thai phụ hoặc sản phụ. Tại khoa hồi sức tích cực, trong tuần qua, bệnh viện đã phải chỉ định chạy ECMO cho 5 ca bệnh, gồm 4 thai phụ hoặc phụ nữ sau sinh và người phụ nữ 67 tuổi có bệnh lý nền. Hiện khoa đang có 30 ca bệnh thở máy và 5 ca thở máy, đặt ECMO, trong đó có 10 ca là thai phụ phụ nữ sau sinh. Tất cả thai phụ, sản phụ này đều chưa tiêm vaccine COVID-19. Theo đại diện bệnh viện, các ca bệnh này chỉ 1 đến 2 ngày đã diễn biến nặng, tiên lượng tử vong nếu không kịp thời điều trị tích cực.